Lấy chồng về mình có chiều chuộng chồng không? Chồng mình là mình phải thương chứ. Chắc không? Chắc chứ, chồng mình là mình phải chiều hết mình chứ. Chồng mình là dưới thân mình là một em. Là phải yêu thương với nhau trọn một cuộc đời. Đến nỗi mà một hơi thở nghe, nếu mà anh đến ngủ, anh đi làm về mệt mỏi hay là anh không đi làm vậy, có đôi khi cái công việc người ta đi về đây, ta nằm đây với mình, hai đứa nằm với nhau mà đôi khi rờ rờ cái trán hay là thấy cái hơi thở anh này, nó thấy một cái cách kỳ lạ là mình đã biết chồng mình mệt mỏi rồi. Đó, mình sẵn sàng, mình quan tâm, mình yêu thương với nhau y như thân mình luôn. Chị nói thật, nếu mà ai mà cảm thấy mà nghe được cái video này, anh nào đến với em thiệt, em y như lời hứa như vậy, không bao giờ nó sai. Quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình này hôm nay có một chị gái cũng rất xinh đẹp dễ thương đến từ Bình Dương tìm một nửa yêu thương của mình. Điều kiện của chị đưa ra không cần giàu, không cần trẻ, già cũng được, giờ chị lo hết. Nhưng mà cô chú anh chị thật hư như thế nào cô chú, cô chú anh chị xem hết câu chuyện để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt anh em chào chị. Chào em. Trước hết thì chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi? Chị tên Phượng, sinh năm 70 em. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sinh năm 70, tình trạng nhân gia đình mình sao chị? Tình trạng nhân gia đình thì chị chia tay từ năm 38 tuổi tới giờ. Wow. Năm nay đã mười mấy năm rồi. Rồi chị có tìm hiểu thêm anh nào chú nào nữa không? Không, nói chung con còn nhỏ đó, mày lo cho con được, cuộc sống nó hay vất vả cực khổ. Thế trước rồi sao mà mình không hợp, mình chia tay? Kiểu như ảnh thì có cái tính uống rượu riết luôn. Rồi, uống rượu riết luôn là sao? Ngày nào cũng về uống hết, rồi cũng như hay la, rồi chửi bới vậy thôi. Ngày nào cũng uống hết. Rồi về chửi bới vợ con là thấy vậy thôi. Uống nhiều quá yếu. Thôi nói chung không hợp là chia tay thôi. Cái chuyện dài dòng ngày xưa đúng không? Thế mình chia tay rồi mình không có tìm hiểu thêm anh nào nữa? Không. Sao vậy? Đúng là chán quá hả? Không có, con nó còn nhỏ rồi, thấy cuộc sống nó cũng chưa có được cái sự ổn định. Nay con đã lớn rồi, nó có gia đình hết rồi, nó cũng có được ổn định rồi, thì bây giờ thấy ta cảm thấy nó cô đơn quá, nó thật là như vậy. Rồi bữa lên tìm lại nghe cái chương trình này nó có ý nghĩa quá đó, rồi thấy như vậy thì bữa lên đây tìm một nửa đời còn lại nhờ mấy chú nè. Tối nào cũng cô đơn buồn hết ha? Không rồi. Nhờ mấy chú kiếm cho một người để yêu thương, để cái người đó là phải, nói chung ra mình muốn cái người đó là phải có đạo đức và yêu thương, nhất là yêu thương lo lắng cho mình, chăm sóc và đi đâu có nhau và chung thủy nữa. Đi đâu cũng phải có nhau hết. Thì vậy yêu thương nhau quãng đời còn lại. Chị muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Từ năm, ví dụ như năm 7, năm 8, 60 hay hoặc 60, 62, 65 cũng được. Cỡ đó thôi, chứ lên 70 thì không có lên 70 chắc không được đâu. Vì sao không? Tại vì cái 70 nó cũng đã lớn rồi, mất công rồi, về rồi lỡ mình không chăm sóc được kỹ cho người ta cũng thấy tội nữa. Nhà chị đang ở đâu? Bình Dương. Nhà cửa đàng hoàng luôn ha. Ngon lành hết. Nhà cửa đàng hoàng. Bây giờ mà ví dụ như mà thật sự mà điều kiện kinh tế anh nào mà khó khăn á, mà muốn về ở chung với mình, mình đồng ý không? Về nhà mình ở. Về cùng nhau cùng làm cùng ăn. Đồng ý luôn ha. Thế chị đang làm công việc gì? Chị nhà bây giờ thì nói chung ra cách đây mấy năm thì chị buôn bán tự do. Hấp như là gà hấp hành, gà hấp tỏi. Rồi nấu cháo, rồi gà nấu lá giang, rồi làm gỏi. Đang đó nghe rồi, chị kể thèm luôn. Rồi cũng chạy ra buôn bán ở ngoài những mấy cái xưởng cưa đó, nó làm ba cái bầm dâm bào ra đó, rồi mình lấy số những mấy cái người đó qua, rồi mình cũng chia lại cho người này một xe là mình kiếm được 100.000 một ngày. Mình chạy ba bốn xe mình kiếm được 400.000. Quá ngon. Nhưng mà từ ngày mà bị dịch tới giờ thì nghe thì cũng nghỉ đó, ở nhà chăm sóc mấy đứa cháu nội đó. Giờ này thấy có chút vốn để dành rồi, giờ dưỡng già quá đã. Vậy gặp anh nào mà hợp tình hợp ý về là hai chồng cùng sống làm chút đỉnh ha. Đi đâu có nhau thích vậy luôn à? Thích vậy đó. Phải chung thủy nữa, yêu thương nữa,
đó. Qua lại thôi, biết yêu thương. Chị chia sẻ qua tính cách của mình thế nào? Tính cách đó là, ý là anh đó thỉnh thoảng cũng cho nhậu, nhưng mà nhậu một chút xíu nào đó thôi, cũng như đi đám đi tiệc hay là văn văn gì đó thôi. Chứ còn mà nếu mà ăn cơm mà ngồi uống rượu là ghiền ghiền là không đâu. Nói thật ra cái đó là không bao giờ chịu. Đó. Tính tình chị đó. Tính tình người đó phải, ý là nhu hòa hiền lành nữa. Đó. Rồi tính tình chị sao? Tính tình của chị ha, tính tình của chị thì ok đi. Nếu nói thật ra mà nói, cái tính tình tôi là rất là yêu thương chồng, lo lắng cho chồng hết mình luôn đời còn lại. Nhưng mà ông trước là ông nhậu quá hả? Nhậu quá là yếu đúng không? Không làm có. Ăn được cái gì hết. Bài vợ không trả đầy đủ. Không có suy nghĩ cái đó đâu. Nếu mà suy nghĩ vậy được thì đâu có ở vậy bao nhiêu năm đâu. Chị ở cô đơn bao nhiêu năm rồi? Cô đơn như là 14 năm rồi. Tuổi buồn 15 không? 15 năm rồi đó. Tuổi buồn ha. Coi như là năm 38 tuổi. Bước vào năm 38 tuổi là chia tay tới bây giờ. Cũng có một cái người đó dòm ngó mình, nói chung yêu thương nhưng mà thấy nói chuyện kiểu một cái tư cách đó, kiểu như xưng ta đây được quá. Ý người ta đã giàu có. Kiểu như không có thích mà như vậy. Thích cái tính phải cho đầm đà, ăn nói chuyện phải đâu đó lớn rồi. Mà chị có kỹ tính không? Khó không, tính không? Không có kỹ tính. Không có khó đâu, dễ dàng à, nhìn mặt là biết rồi. Sống đời là vui vui vẻ mới được đó. Mà cũng thích đi đây đi đó lắm nghe. Cái tính mình không thích đi đây đi đó. Thích đi du lịch. Thích đi đây đi đó vậy đó. Quá đã luôn. Lấy anh nào về cái anh có tài xế chở chị đi du lịch. Về ngon quá rồi. Vui rồi. Nói chung cũng kiếm một người mình để dựa vào thân để đời còn lại. Hôm nay chị lên đây con cái có biết không? Biết chứ. Con cái đồng ý không? Con cái đồng ý dẫn đi luôn. Con dẫn cho đi luôn. Con đăng ký lên luôn. Con lấy giấy làm con luôn. Con trai con gái con đó. Con trai luôn. Trời ơi, đáng 33 vậy? Tuổi một đứa con rồi, đứa con nó 8 tuổi. Trời ơi, con gái sinh năm 91 hả? Sinh năm 91 đúng. 91 hả? Đúng, ok. Trời ơi, quá đã luôn. Con tâm lý rồi hả? Quá tâm lý, chở đi luôn mà. Con nó kêu thôi mẹ đi bước nữa đi mẹ. Chứ ở nhà đó. Một mình buồn lắm. Trời ơi, hai mẹ con mới đi xe 7 chỗ đó trời ơi. Đi xe bự dữ à. Rồi thế là chị chạy từ dưới Định Quán đúng không? Bình Dương. Bình Dương qua đây. 71. 71, Bình Dương 71. Rồi thế thì bây giờ mình muốn một người đàn ông như thế nào? Thầy muốn đàn ông như bình thường thôi em. Miễn là thương yêu mình là được, lo lắng cho mình quãng đời còn lại là được. Mình có được cần, cần một người giàu có không? Thì mình đừng có cực khổ, ý là cho chị cũng như là yêu thương, nâng đỡ chị và được có một, được sung sướng sau này tuổi già còn lại. Không quan trọng về kinh tế. Không cần giàu nghèo ha. Bình thường như cuộc sống. Chị này buôn bán kinh doanh cũng tích lũy số vốn rồi. Lớn tuổi rồi thì chắc là làm ăn chắc là đôi khi em, tại em nói thì chị cũng nói thật, lớn tuổi thì chắc những cái người mà lớn tuổi như mình rồi chắc cũng người ta không làm ăn gì nữa đúng, đâu đúng. Đó, miễn người ta có mấy ấm gia, miễn người ta có một cái gì đó để cho mình nương thân là được rồi, để về mình tạo lên hết. Nói chung là tạo động lực chăm lo nhau tuổi già. Đó chăm lo tuổi già. Đã luôn. Thì bây giờ một anh nào đó mà gọi là xa cơ thất thế đi, mà anh không có nhà mà muốn về sống chung với chị luôn, ở hai vợ chồng hù hỉ tâm sự cùng nhau, mình sẵn lòng không? Được ha. Thế thì nhiều người người ta thích giàu có, tại sao chị lại không thích giàu có? Hay là mình chỉ cần một người hiền lành đạo đức thôi? Chị không biết nói gì hơn. Đạo đức là được hả? Vậy biết thương yêu lo lắng cho nhau là được. Chị ở ngoài nhìn này cũng rất xinh đẹp, hiền dễ thương. Lên chương trình này chắc chắn có nhiều anh muốn kết nối chị. Mà ví dụ như có anh nào mà mới 40 muốn kết nối chị có đồng ý không? 40 tuổi thì thôi nhỏ quá. Trẻ quá ha. Chị không thích trẻ ha. Cỡ ngang tuổi hoặc lớn hơn 50 tuổi vẫn ok. Lý do là sao mà mình không thích trẻ? Trẻ là sợ về mình chiều chuộng không được rồi nó bỏ đi hả? Như một thời gian nào đó mình là lần bà, có thể mình già đi. Đúng. Rồi mai mốt này người ta 50 tuổi lần ông vẫn là còn ngon lành. Nhưng mình 10 tuổi nó đi, xin lỗi cho lần bà mà 50 tuổi nó là nó khác liền. Đó dốc dáng nó xuống đi, hồi đó sẵn sàng người ta ra đi rồi. Hồi đó mình nuối tiếc, mình có thương tiếc thì cũng một mình đau khổ mà thôi. Thà nhưng bây giờ mình chọn trước tốt hơn, đừng để sau này đau nữa. Không, chị chia sẻ cũng thẳng thắn hả? Đâu đó đàng hoàng như vậy. Quá đã luôn. Thế từ năm mình chia tay chồng rồi mình cũng có tìm hiểu một hai người rồi, nhưng mà tại sao không đến được với nhau?
không, chị chưa tìm hiểu, có tìm hiểu một người cái đó nào nghe có nó thật vậy, tìm hiểu người, nhưng mà cái anh đó thì sao tính tình ảnh hay bốc bốc quá, sao vậy, anh hay tưng tưng cái kiểu như ngồi chỗ này cũng như không thích người này phải không, ngồi chỗ kia nói người nọ, ngồi chỗ này nói chuyện nọ, là cái tính nó không có tốt, nói xấu người khác, nói lung tung nó lừng ông gì mà cứ nói tùm lum ta la rồi thôi thôi. Chị không thích cái tính tình đàn ông là không nói nhiều. Rồi vậy không nói nhiều còn gì nữa không? Không nói nhiều thì nói, nhưng mà nói đúng theo cái ý, nói chơi, nói bời bình thường. Chứ đừng cái kiểu mà thấy không thích cái người này mà ngồi chỗ kia nói bà kia bà nọ, rồi mất công rồi nhiều chuyện ra, người ta nói ừ chồng con đó con này cái nọ. Mà chị là không muốn, hầu giờ nói chung chị sống hàng xóm, hầu giờ ai cũng thương yêu. Mình thấy lấy một người chồng vậy về là chẳng may đi, con cái mình nè hay là bà con lối xóm không thương yêu rồi, mình cũng có cuộc sống nó cũng khó lắm. Đó. Chị có cần ngoại hình cao bao nhiêu không? Ngoại hình nói chung 6 múi gì không? Bình thường được rồi em. Bình thường thôi rồi hả? Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Lấy chồng về mình có chiều chuộng chồng không? Chồng mình là mình phải thương chứ. Chắc không? Chắc chứ, chồng mình là mình phải chịu hết mình chứ. Chồng mình là dưới thân mình là mẫu của em. Là phải yêu thương với nhau trọn một cuộc đời. Đến nỗi mà một hơi thở nghe, nếu mà anh đến ngủ, anh đi làm về mệt mỏi hay là anh không đi làm vậy, có đôi khi cái công việc người ta đi về đây, ta nằm đây với mình, hai đứa nằm với nhau mà đôi khi rờ cái trán hay là thấy hơi thở anh này, nó thấy một cái cách kỳ lạ là mình đã biết chồng mình mệt mỏi rồi. Đó, mình sẵn sàng, mình quan tâm, mình yêu thương với nhau y như thân mình luôn. Chị nói thật, nếu mà ai mà cảm thấy mà nghe được cái video này, anh nào đến với em thiệt, em y như lời hứa như vậy, không bao giờ nó sai. Nếu mà anh yêu mệt quá lắm. Yêu thương chồng lắm ha. Thế tôi yêu thương chồng quá cho nên cái người đầu tiên cũng vậy đó, tại tôi cũng yêu thương chồng quá rồi. Hoàng Huỳnh. Rồi người ta cứ suy nghĩ là không bỏ được người ta đâu. Rồi. Đó, cái đó là lời chia sẻ sự thật luôn. Rồi, nếu vậy là quá tốt rồi. Đó điều rất là tốt. Thì bây giờ ví dụ chồng mệt quá thì có ẩm chồng đi tắm không? Sẵn sàng nào nè, ví dụ như chẳng may đi anh đó mà có một cái công việc gì mà giao lưu uống một ly rượu đó với bạn bè về xỉn. Thì chị sẵn sàng chị về lấy chanh và muối đó em, bỏ lên chân và đắp lên, rồi bắt đầu lau nước nóng trên ngực, đè khăn lên để cho nó sức cái đó ra thì nó đỡ hơn. Rồi mình nấu cháo hột gà này với hành rồi nè, mình để vô mình cho ăn, nói ha, khỏe miệng liền luôn. Giống như cái là cháo thì... hành của chị dậu ngày xưa cháo ăn ha. Khỏe liền luôn á. Không tại em mệt mệt đi, em uống cái trứng gà nha, em nấu tô cháo vậy nè, em quậy cái trứng gà cháo chín xong rồi để trứng gà vô, sắc miếng hành lá em để vô cái miếng tiêu vậy hôm sau còn mệt khỏe liền đó. Kiểu nó khỏe lên con người mình, phải với lại mình an ủi nữa. Anh ơi thôi cái việc gì đừng có cố sức quá, còn em đây nữa nè, có gì chia sẻ cho em với, cái gì anh đừng có làm quá sức đó. Quá kinh nghiệm chị gái đó, quan tâm kinh nghiệm tâm lý. Không nói vậy nghe vậy cũng mát lòng. Em anh nào được làm chồng chị hạnh phúc á. Trang là chị nói, chị nghĩ chị nói như vậy mà. Rồi. Không bao giờ mà cho dù cuộc sống khó khăn cỡ nào mình cũng nắm tay. Đúng đúng, đi qua cho hết con đường đời. Không bỏ chạy ha. Còn có một cái câu chuyện này sẵn chị nói chị xin xẻ lên luôn, là ý là như lỡ như về với chị, cái người đó còn tay chân đầy đủ lạnh mạnh hết, về với chị lỡ mai mốt này chẳng may nghe, chị nói là trong cuộc đời mà. Chứ không phải là nói người đó. Trong cuộc đời chẳng may người ta bị một cái gì, sẵn sàng đeo nuôi mãi tới ngày nhắm mắt về với nhà, về thì thôi, về với ở dưới thì thôi, không bao giờ có một cái tư cách mà kiểu mà về bao nhiêu năm rồi nay chồng mình bị dạy bỏ, không có. Sống vậy là con cháu mình sẽ hưởng là hết. Chị hiền quá. Từ lúc nói chung là gắn bó với nhau là từ lúc thuận lợi cũng như là lúc khó khăn ra nam đó, là mình rồi. Sẽ vậy đó, là cuộc là chị cái tâm chị như vậy, là chị nói lên như vậy để cho biết được. Chồng tôi là yêu thương chồng lắm. Đôi khi bản thân tôi không cần ăn mà tôi nhường cho chồng tôi luôn. Tôi mua cái món gì về là cá thịt vậy, anh kêu ăn đi bà, ăn đi. Ngày xưa đó, bà ăn đi. Tôi ăn rồi mà thật tình cái bụng đó nheo à. Vậy hả? Mang lên cho ông làm con gà cũng mang lên. Nhưng mà sao ông đi nhậu không, chị thương ông vậy? Thì ngày xưa còn bồng bột, nói chung cũng không biết ăn biết nói. Nói chung mình xác định mình thương là mình thương ha. Làm cái con gà để cho ông có khách luôn. Thì bây giờ liên hệ bây giờ đây chia tay với ông rồi, ông có buồn, ông mới có năn nỉ, ông có van xin không? Có, nói chung bây giờ anh cũng vẫn nhắc hoài, anh nói giờ tao không vẫn còn thương mạng tay. Sau cái video này
Ông đó ông xem được, ông sẽ liên lạc với chị đó. 14 năm nay rồi, 14 năm mà bỏ rồi, không liên lạc nữa đâu. Anh có vợ một đứa con mà, đứa mà lát nữa. Lên xuống con nó lên xuống bình thường mà. Con bây giờ nó vẫn lên xuống Tết nhất, nó vẫn về dưới bình thường. Nhà thì ở Đồng Nai, anh ở Đồng Nai. Nhà ở Thanh Sơn hả? À, ở Bình Dương nhá. Không, đúng rồi, em hỏi đúng rồi, nhà Thanh Sơn là nhà của người chồng ngày xưa đó. Tại vì em thấy hồ sơ của chị là Thanh Sơn định quá Đồng Nai. Đó đó. Tại vì những anh chị lên đây là hồ sơ là em nắm trong tay hết. Nên là nhiều khi mà nói xạo hay nói không đúng sự thật là không được. Đúng. Biết được nào. Bắp bảy đúng không? Làm sao mà nói sai được. Đúng rồi. Nói chung là lên đây là nói sự thật hết. Cái tấm lòng mình sao mà nói như vậy để cho người ta biết được đó, người ta hiểu. Rồi đó. Nói chung là hôm nay mà chị cũng khá là tâm lý. Một người phụ nữ có thể là mẫu người của người gia đình. Mà điều kiện kinh tế của chị thì cũng đủ rồi, cũng không có ham về vật chất nữa, giờ chỉ cần một người tình cảm thôi. Thì anh em sẽ ghi nhận cái điều này nhé. Hôm nay trước khi kết thúc, thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú đang theo dõi video ngày hôm nay không? Không biết nhắn gì nhiều, không biết nhắn gì hơn. Thì giờ thì xin cũng nói làm sao ta? Các anh ơi. Các anh ơi, em dạy chị nói đi. Các anh ơi. Các anh ơi. 20 năm nay em cô đơn lắm. Mười mấy năm chứ. Mười mấy năm nay. Mười mấy năm nay em cô đơn lắm. Mỗi khi đêm về em cô đơn lắm các anh ơi. Hay anh nào coi được thì đến với em an ủi. Em xin hứa là sao? Em còn đời còn lại. Em xin hứa khi các anh về với em thì em sẽ như thế nào? Thì hồi nãy chia sẻ rồi đó, thì vậy đi. Em sẽ yêu thương hết cuộc đời ha. Rồi cảm ơn chị, một cô người, chị một mẫu người của người phụ nữ gia đình cũng rất là tốt. Thì trước khi kết thúc em xin phép hỏi chị là hôm nay chị có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Ok. Mình có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, mình đồng ý không? Đồng ý. Rồi cảm ơn chị nhé, cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Xin chào. Cô uống sao? Cô uống tốt lắm, đỡ được 80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, chúc mừng cô. Ừ. Thế trước khi cô uống là cái tình trạng của cô nó như thế nào? Bà Đà Thị Đông đấy, ôi dồi, hai hông nó đau này, rồi là xương sống nó đau, trên đâu dưới đau lắm. Dạ, rồi cô uống thế nào rồi cô đó. Uống thế nào nghe thế, trên TV ấy, thế là cô mua hai chai thế này phải uống, đỡ lắm. Thế 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thế 8 phần. Dạ, thế hôm trước là cô đau nhức xương khớp ở chỗ bên hông, ở bên thắt lưng hả? Thắt lưng này, xương sống này, rồi hai cái xương cột đít à, đau lắm, không ngồi được cơ mà. Bây giờ cô ngồi được chưa? Bây giờ vô tư rồi, giờ không đau nữa, chỉ là gọi là tuổi già còn một tí thôi chứ. Không, thế thì không, cô không, uống không, được không mấy chai? 80%. Cô uống được mấy chai thì nó bớt? Hai chai. Uống hai chai là nó bớt rồi hả? Hai chai là bảo đảm tốt lắm. Vậy là quá tốt rồi, chúc mừng cô nhá. Hy vọng năm mới uống cho nó khỏi hẳn đi cô nhá. Cô ở Hải Dương mà. Dạ rồi. Thì hôm nay cô có lấy thêm không? Cô còn để cho về em hỏi em đi, em có cô lấy thêm hai chai nữa mà chờ em về á. Dạ dạ rồi, ok cô, về năm mới con chúc cô mạnh khỏe nhá. Dạ rồi, cô uống tốt cô giới thiệu cho con nhá. Cứ quảng cáo đi là cô khỏi lắm thì đạt 80% bây giờ. Là tốt rồi. Vô tư rồi. Dạ dạ rồi, chúc mừng cô, vậy là quá tốt nhá. Rồi con chào cô. Dạ.